Vâng, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Giải Trí Quận Cuối Long. Vâng, hôm nay Long lại có mặt trên Võ Lâm 2. Vâng, hai ngày qua thì Long rất là bận. Vâng, hôm nay Long lại tiếp tục có mặt online. Vâng, không nói nhiều nữa. Hôm nay Long sẽ hướng dẫn các bạn đi nhận ổn định 7. Vâng, ổn định 7 là một trong những ổn định cao nhất của ổn định 2 Võ Lâm 2. Đây, có một em Thiên Quyền đến đây. Vâng, ổn định 7 thì đây các bạn nhìn cái áo của bạn này cấp ổn định 7 chưa? Đội công kích tăng 16% này, đội công tăng 70 đấy. Đội kích tăng 16% đấy. Đây là một trong những loại ổn định 7 và cao nhất Võ Lâm 2 hiện nay. Còn ổn định đang long đang mặc đây là ổn định thấp đây. Ổn định 6. Vâng, các bạn nhìn chưa? Ổn định 6. Vâng, Long sẽ đi lấy cho các bạn ổn định 7. Vâng, trong quá trình xem video thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp Long. Vâng, Long sẽ đi lấy ngay lập tức. Đấy, đang mải nó nghĩ đi kia. Vâng, để nhận được ổn định 7 thì là các bạn phải làm nhiệm vụ hàng ngày. Và nhiệm vụ hàng ngày ổn định 7 Long giới thiệu như thế nào thì là các bạn cũng biết rồi. Thì hôm nay Long chỉ nhận ổn định 7 thôi. Vâng, xem nay Long đạt này, đấy các bạn nhìn. Thôi, Long mở đến cửa hàng. Nhiệm vụ hàng ngày này các bạn nhìn, nhận vụ hàng ngày này, nhiệm vụ hàng tuần này, đấy. Còn đây là Long làm rồi, đã đạt rồi. Khi mà chúng ta đạt được các mốc điểm ấy, thì nó sẽ mở trắng tinh, cái dòng này trắng trắng trắng, các bạn nhìn không, quá trắng trắng luôn. Mà nếu mà không đạt được ấy, thì nó sẽ thành màu đỏ đấy, có nghĩa là chúng ta chưa làm, điểm của chúng ta là chưa đạt được. Vâng, đây để Thiếu Niên Quyền thì là nhận đây là thuộc là ổn định gì, sao các bạn biết được? Chúng ta phải kéo xuống, đây là ổn định quần đấy. Long mới đang làm xong ổn định quần. Ổn định áo thì là Long chưa kịp làm, ai làm rồi nhưng mà mới nay Long bỏ nên Long cũng mệt, nhưng mà Long cứ làm dần dần. Khi nào làm được Long sẽ up video hướng dẫn các bạn tiếp theo. Vâng, đến đây video hôm nay thì Long chỉ có up ổn định 7 quần. Quần cũng được. Rồi các bạn đợi Long một tí nha. Đợi Long một xíu thôi. Đấy, chúng ta phải nhìn có rõ và nhận đúng ổn định 7 rồi, ok. Chúng ta kéo lên dòng trên. Vâng, đối với Thiên Âm Quyền thì thường ép ổn định như nào? Đây, sức mạnh này tăng này 15 lần đấy, cái này là không phải này. Lội công tăng 115 này. Phòng thủ bạo kích tăng 10, cái này đúng này, bởi vì Thiếu Âm Quyền dùng lội công mà. Còn phái trên là phái sức mạnh, các bạn lưu ý khi nhận cái này. Cái này là gân cốt này, đấy, Nga Mi hay cái gì đấy. Thân pháp ở trên cung hay cái gì đấy. Còn linh hoạt này, cổ sư hay cái gì đấy. Giới hạn sinh lực này, gân cốt tăng 70 đấy, các bạn phải chú ý rất là chú ý. Cái này thì bạn nào muốn chia đôi chia đôi đây này, ví dụ nội công tăng này, gân cốt tăng này, giảm sát thương mạo kích này, đấy cái này cũng được, nhưng mà không ai dùng cái này đâu, ít có, nói chung là có nhưng mà số lượng ít. Đấy, đấy các bạn phải nhìn rõ nha. Hạ trang này, đây là hạ trang này. Đấy, hạ trang này. Đây Long, để Long kéo thêm vào dưới này. Đấy, gần cốt này. Ở dưới thì nó ít vàng hơn này, các bạn nhìn không? Bởi vì sao nó lại ít vàng hơn? Bởi vì là chúng ta làm được nhiều điểm này thì nó sẽ giảm bớt cho chúng ta một ít vàng. Ở trên này thì bạn nào muốn nhận nhanh ý, thì là mất 100 huy chương anh hùng này. Ở dưới này thì 75 cái này. Thôi thà nhận cái trên cho nó nhanh, chứ làm cái này thì lâu vãi toàn làm vòi đây. Vì thế mà chúng ta thường thường là bọn những người Long hay làm thì nhận luôn cái trên. Nhận cái dưới này phức tạp, lâu mà chả thời gian nào. Thôi không mất 2k4 thì bỏ ra 3k2 cho nó nhanh, thêm 1k nữa nhầm nhò gì. Vâng, 800 vàng không nhầm nhò gì, thôi nhận luôn. Vậy là phải chú ý, các bạn chú ý nha. Đấy, để Long nhận luôn nào. Các bạn phải đọc kỹ này, ổn định thuộc tính ngoại trang hạ trang, có thể dùng trực tiếp
mang thuộc tính ổn định đấy, lưu lưu trong tủ áo đấy các bạn nhớ nha. Thiên âm quyền đây, Long là thuộc lại thiên âm quyền cùi, cùi thì nó cũng nhận này, nhận này thì 100 huy chương anh hùng này, 100 hào hiệp lệnh này, đấy cái này là Long chuẩn bị hết rồi, để Long cho các bạn xem. Đấy, 100 huy chương anh hùng này. Ồ, Long mới chuẩn bị hào hiệp lệnh thôi, để Long đi lấy huy chương anh hùng. Vâng, sorry các bạn. Tại Long cất trong tủ áo cơ. À, Long chất thu thu, thu khố. Rồi các bạn đợi Long một xíu, Long đi lấy luôn ngay lập tức ấy. Rồi ok, sau khi có 100 huy chương anh hùng này, 100 hào hiệp lệnh này, và số vàng là 3k mấy đấy, rồi Long sẽ đi nhận luôn. Vâng, đi đường tắt, đi đường tắt, đi đường tắt. Rồi ok, rồi Long sẽ vào đây ngay, vào cửa hàng đấy luôn. Cửa hàng đấy. Rồi Long sẽ kích cho các bạn biết nhá, đây là sức mạnh này, nội công này, gân cốt này, thân pháp này, đấy, nó có đầy đủ cả, linh hoạt này. Đấy, giờ Long sẽ nhận nội công, phòng thủ bạo kích tăng 10. Ok, mất 3k2 vàng kìa, kinh khủng nhỉ. Yeah. Cầy mãi mới được vàng mà giờ lại mất toi. Thôi, chấp nhận. Ok. Đấy, sau khi mà chúng ta có rồi, ổn định 7 đây các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy ổn định 7 chưa? Sau khi ấy được rồi thì chúng ta hãy lưu chữ. Đấy nhá, các bạn nhớ nhá, các bạn nhớ này. Sau khi mà chúng ta nhận được ổn định rồi thì chúng ta đừng ép vào quần áo ngay. Đây nào sẽ mở đây. Ta muốn gắn linh tính này, các bạn đừng gắn luôn mà các bạn hãy lưu chữ. Đấy, ta muốn lưu chữ này. 1k vàng và khắc bản 50. Chà chà. Vâng, Long sẽ đi vàng vậy. Vâng, để Long về Biển Kinh vậy. Vâng, 3k là 4k vàng ngày hôm nay toi này. Vâng, Long đi lấy tủ áo biến thiên luôn. Vâng, các bạn đợi Long cùi một xíu xíu nữa thôi. Long sẽ phi tấp tốc. Vâng, nhận tủ áo biến thiên ở đâu thì các bạn hãy lên Lâm Tư Anh ở Dương Châu. Dương Châu nha, không phải Thuyền Châu. Đấy, các bạn đến chị gái xinh đẹp này. Vâng, chuyên phát quần áo miễn phí. Đây, kích vào đây, tủ áo biến thiên. Ta muốn nhận, ok. Đấy, các bạn nhìn thấy tủ áo biến thiên chưa? Khà khà, khá là ngon. Trong này thì là, đấy, tí Long sẽ hướng dẫn các bạn lấy ra. Mà Long không biết còn huy chương anh hùng nào không cơ. Chắc là Long không có đâu. Vâng, Long sẽ đi lấy vàng nữa. Vâng, Long sẽ đi lấy vàng để lưu trữ cái ổn định này vàng, không thì mất toi. Rồi, Long đã có 1k vàng, các bạn nhìn nhá, đã chuẩn bị 1k vàng. Long sẽ lưu vào luôn, các bạn nhớ nhá, lưu trữ nhá, không được gắn luôn nhá, gắn lần sau chúng ta lại phải lấy ngay từ đầu nên chúng ta có ngày mất oan ấy. Chúng ta là phải mất 100 huy chương anh hùng ấy. 100 hào hiệp lệnh với 3k mấy vàng này toi. Các bạn hãy lưu chữ, ok. Ok. Đấy. Đấy các bạn nhìn nhá. Từ nay về sau khi rút ngoại trang, bạn hãy vào tủ áo biến thiên. Đấy. Có nghĩa là vào tủ áo biến thiên đây. Đồng sẽ mở ra cho các bạn xem.
Đây là cái quần, Long sẽ lấy ở cái quần. Các bạn rút ở chỗ nào? Tủ áo nhỏ nhá các bạn nhá. Chúng ta ấn vào tủ chuột trái hay chuột phải vào tủ áo biến thiên này. Rồi chúng ta vào tủ áo nhỏ này. Đấy, ok. Cái này không phải này. Đây hỏa phụng đi. Cái này xấu hoắc. Xấu hoắc. Xấu hoắc chưa. Sao bộ nào cũng xấu hoắc nhỉ? Ác này ác nại của người ta nên nó có cái nào thì dùng ấy thôi. Sau khi mà ví dụ chúng ta chọn được bộ hỏa phụng trang này thì chúng ta ấn nhấp chuột vào đấy. Sau đó chúng ta ấn tiếp vào đây. Đấy không ạ? Các bạn nhìn thấy dòng này chưa? Đấy cái dòng hạ trang này. Yêu cầu nó gì? Vàng. Vàng thì có 100 vàng thì nó đủ rồi, nhưng mà huy chương anh hùng thiếu 5 cái. Thì Long phải quay lại. Bởi vì Long hết huy chương anh hùng rồi. Trong ngân khố cũng hết rồi. Vâng, thôi để video sau. Để video sau Long sẽ hướng dẫn các bạn lấy Uẩn Ninh ra khỏi tủ áo biên thiên. Bởi vì Long bây giờ Long hết huy chương anh hùng rồi. Để mong các bạn thông cảm. Để tí nữa Long đi chiến trường Long dùng quân công đổi lấy dùng quân công sẽ nhân đôi được 5-6 cái. Rồi Long sẽ hướng dẫn tiếp tục các bạn. Vâng, hy vọng là các bạn hãy quan tâm và theo dõi kênh của Long. Hôm nay Long có thể là bị ốm rồi nên tiếng nó khàn khàn. Người gọi là vi đực. Người ta gọi là vi đực nhưng mà không sao. Mục đích là của Long là chia sẻ với các bạn, hy vọng các bạn cũng chia sẻ video giúp Long. Vâng, một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt các bạn nhé, Long Cùi, bye bye. Vâng, bye bye, tạm biệt các bạn.